Chào các bạn, hôm nay Hội Câu Cá Tra chúng ta lại có dịp đi về cái khu vực Bình Khánh và xã Phước Khánh, thì cách Bà Cát Lái mình khoảng 5-7 cây. Thì ở đây là chúng ta thấy một cái khung cảnh thiên nhiên rất là thơ mộng, rất là trữ tình, rất hợp chúng ta vào những ngày cuối tuần, chúng ta đưa gia đình chúng ta đến nghỉ ngơi, thư giãn cũng như là câu cá giải trí. Và riêng về cái hồ, chúng ta hơi ngó chút xíu về cái hồ, thì hồ ở đây có cái diện tích chiều ngang là tầm khoảng 35m và cái chiều dài là tầm khoảng 70m. Thì cái lượng cá ở đây cũng rất là tương đối là nhiều, tầm từ 3 tấn cho tới 4 tấn cá. Cá hồ ti nhỏ đó, nhưng mà cá thì có cái trọng lượng từ 2,5kg cho tới 13kg. Và hiện tại thì hồ vẫn cho quýnh giải bình thường, quýnh giải đập heo thôi chứ không phải là giải câu. Thì chúng ta để mục đích là câu cá giải trí, thì là một hồ có là khoảng 120.000 trên một suất tầm 4 tiếng. Thì cá chúng ta cân lại, hiện tại heo đã lên tới 1,8 triệu rồi. Không biết anh em nào có hứng thì cứ việc ghé đây. Cá ở đây thì đang cái chiều các mồi như là cám và bún, cũng rất là những cái mồi đơn giản thôi, chúng ta cũng không cần phải cầu kỳ quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi view một cái vòng hồ và cùng xem chúng tôi câu cá và test cá thử. Hồ này là hồ cá thịt chứ không phải là hồ giải nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test cá và test thử các mồi của Hội Câu Cá Tra như thế nào. Chúng ta cảm nhận được một kiểu làn gió và những không khí ở đây rất là mát, và cũng như là cho những gia đình chúng ta đến vào dịp cuối tuần, chúng ta thấy những căn chòi được trang bị từ cái mái lá rất là mát mẻ, và những cái buổi trưa hè nóng bức chúng ta cũng có thể là đến đây câu cá. Chúng ta thấy nhìn mặt hồ chúng ta ha, mặt hồ cá rất là sạch, cá cũng rất là tốt. Hầu hết chúng ta đến đây để chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình săn cá tra và đập heo nha các bạn. 12kg là có heo rồi. Và các bạn đang xem thì các bạn hãy bấm like hoặc là chia sẻ, cũng như là bấm subscribe để theo dõi kênh câu cá. Chúng ta có nhiều cái clip câu cá để xem và cùng nhau kết nối tình bạn hữu giữa Hội Câu Cá Tra với nhau. Cái phone à. Sao mà em quay cận cảnh ở đây luôn hả? Máy luôn. Đang đây tận đồ, chán rồi bấm màu luôn. Máy, tay máy rồi bao máy đầy đủ. Anh em đang soạn đồ chuẩn bị xuống cần. Hello anh em, bây giờ là cái khâu mình móc bánh tráng. Thì cái móc bánh tráng cũng đơn giản chứ không có khó. Như anh em nghĩ đó, chúng ta cứ móc luồn qua đây, rồi xong luồn qua đây lại. Đây, vị trí này. Sau khi chúng ta móc bánh tráng thì chúng ta sẽ nhờ một người để móc mồi. Rồi mình sẽ chuyển qua cái khâu khác, khâu móc mồi. Ok, quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh này là móc mồi. Rồi, ok. Sau khi bóc bòi thì chúng ta để dành đó chờ nửa tiếng rồi chúng ta ngủ giấc rồi dậy về câu. Đây công đoạn bóc mồi. Giới thiệu anh em cái bài bún, bài bún đơn giản. Đây để giới thiệu cho. Bún anh em có 5 kg bún tươi với lại nửa ký dừa nạo, rồi một bịch bột tổng hợp, với lại một hũ Yakult, một lít á, với lại một lốc sữa chua không đường, rồi một bịch Azigon 200g. Anh em chọn đều với nhau ủ 2 tuần rồi sẽ ra điều quẹt bún này. Có sữa bò máu không? Sữa máu nếu mà có càng tốt. Rồi rất bài bún rất là đơn giản, như anh em chúng ta thấy rồi, bài bún rất là đơn giản ha, thì cũng không có gì khó. Chúng ta cũng có thể là bắt được những con cá lớn cũng như cá nhỏ, cá từ 2kg cho tới hàng 10 là bắt được hết, và cũng đơn giản, cũng rẻ tiền. Anh em có thể là suy nghĩ và làm để cho đúng cái công thức các bạn nha.
nước gì trời. Giờ cần đứng rồi quay. Giữ một chỗ quay thôi. Rồi xuống đi, rồi xuống. Con má cá ăn mất cười chứ đéo chạy. Hai bằng cá này cũng khoảng tầm 12 giờ rồi, thì chúng ta có cái bữa trưa cũng nho nhỏ, thì chúng ta sẽ nghiên cứu và sẽ thêm nhìn qua cái món hải sản ở đây, đặc sản ở đây. Món đặc sản đây là lẩu cá tra, chúng ta gồm thấy còn có lại gồm có bún đây, bún này dư giả luôn. Và cái mà ngon nhất ở đây là rau nhúc nè, rau nhúc quá tuyệt vời luôn. Đây là cá tra chúng ta câu được thì chúng ta có thể là nhờ chủ hồ làm cho chúng ta một cái món lẩu. Giá món lẩu chỉ có 100.000 thôi, chỉ 100.000 là ăn khoảng 4 người, một người có 25.000 ăn no nê kỹ về. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại thử cái món này như thế nào ha. Riêng về nhân thì nhân không ăn cá, thì chút nữa anh em thử cho các bạn xem nó ngon cái nào. Thì ngoài ra thì nước mắm thì phải có ớt, nó một cái cảm giác mà nó mặn mặn cay cay thì nó rất là hấp dẫn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.